Như vậy là công tác đốt lò của chúng ta chưa hề có dấu hiệu dừng lại, mà khả năng còn mạnh mẽ hơn thế. Thượng tướng Lương Tam Quang chính thức lên chức Bộ trưởng Bộ Công an, mà trùng hợp ở chỗ ông này lại cùng quê với tướng Lâm ở Hưng Yên. Ông đã từng làm thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an với quân hàm thượng tướng. Như vậy khoảng cách với đại tướng chỉ còn một bước chân nữa thôi, để có thể danh chính ngôn thuận, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Vâng, và cùng chung với niềm hân hoan về nền chính trị ổn định vững mạnh, vắng bóng tham nhũng, thì em lại có nỗi buồn riêng trong bối cảnh ấy. Giá bất động sản lại ngày một rời xa tầm tay các bác ạ.